Ồ, nhìn cái này xinh đấy. Chụp vào cái này nhá. Một, hai, ba. Vicky ơi, ăn cơm thôi nào con. À, nhưng mà mình cũng đói mà. Nhưng mà con không đói. Nào mau ngồi vào ăn cơm đi con. Nhưng mà bụng con đói thì làm sao mà ăn được. Rồi nè, tí nữa đừng có mà kêu đói đấy. Mau ăn đi. Con không đói. Thế nhưng hôm qua con cũng kêu là không đói rồi là không ăn. Thế rồi đêm lại nấu mì tôm ăn ấy đi hả hả? Con xem đi, mặt mũi sao thế kia hả? Trời ơi. Vâng. Nhưng mà chả có cái gì ăn được cả, toàn cái con không thích thôi. Rồi ạ, mau ăn đi, toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe thôi đấy. Mẹ đã chuẩn bị nhiều như thế này rồi, con nó hơi bị nhiễu đấy nhá. Thật là. Bây giờ mẹ phải ra ngoài một tí, con rửa bát giúp mẹ nhá. Thank you. Yes sir. Ô, mẹ đi thật rồi á. Nhưng mà mình có đói đâu mà sao cứ bắt ăn cơ chứ. Không ăn thì lại bị mắng. À, mình bỏ đi rồi, sao phải nói là ăn. Đây toàn là những đồ mình không thích thôi. Thế này á, bỏ hết đi, mình chả thích mấy cái món này gì cả. Thế này á, dạ dày mình sẽ được nghỉ ngơi rồi. À, đây là địa ngục á? Đúng thế, con đã xuống địa ngục. Tại sao con lại phải xuống đây? Vì con đã cố tình bỏ đồ ăn đi. Con mà nếu không ăn thì con sẽ bị mẹ mắng ấy. Con sợ bị mắng nên bỏ đồ ăn, cả đó là tội nó dối còn nặng hơn nhiều. Theo rằng con bị mắng lại còn đỡ hơn đấy. Con không muốn bị mẹ mắng. Không có mẹ nào mắng con vì con không ăn cả. Chỉ có những người mẹ tiếc đồ ăn mà thôi. Đó không phải là mắng. Con, thế bây giờ con sẽ đi đâu ạ? Sẽ đến bữa ăn cơm trường địa ngục. Yeah. Mình đến thiên đàng. Con được đến thiên đàng đúng không ạ? Đây đúng là thiên đàng. Vui quá. Hai ngoe đã quyên góp cơm hộp và mì gói cho những người nghèo khổ. Con ngoan quá. Đấy là mẹ con mắt con làm thế. Hôm nay con được ăn bữa cơm trường thiên đàng đúng không ạ? Đúng, hãy đến bữa cơm trường thiên đàng. Yep. Bữa cơm trường thiên đàng, đây là những món mình thích. Có gà rán này. Đây là khư gà rán. Mình sẽ chấm với nước sốt nhé. Nhìn nó cực kỳ là ngon đấy. Để mình ăn thử nhé. Giòn tan luôn đấy. Bây giờ mình sẽ ăn thêm miếng củ cải muối. Chấm gà rán với nước sốt nào. Đèn pin. Nào ăn nào. Đây là tteokbokki. Nào bây giờ có câu hỏi như thế này nhá. Để mình hỏi nhá, giữa tteokbokki rôn và tteokbokki vị cay thì các bạn sẽ chọn loại nào? Thật sự là khó đúng không? Tớ thì tớ sẽ chọn nằm tteokbokki vị cay. Nếu mà ăn gà rán với tteokbokki vị cay thì sao nhỉ? Quả đúng là... để xem nhá. Wow, quả đúng là vị hợp luôn. Mẹ ơi, hai ngày được ăn gà rán, loại đó là vị mới nhất đấy. Mình cũng muốn được ăn. Cái này ew hơi bị quá đáng đấy nha. Ai lại cho đồ ăn trong bữa cơm trường như này cơ chứ. Ê, kinh quá. Tớ muốn ăn gà rán. Ê, đây là gà rán này. Ê, tớ được ăn gà rán rồi. Hai ngày ơi. À, gì đây? Đây là đồ giả mà. Con thấy hai ngoài được ăn gà rán. Con cũng thích ăn gà rán. Mới lại mà là cái vị cay hơn cái vị rôn ấy. Ở đây có món như thế không ạ? Địa ngục có đồ ăn như thế này này. Như nào ạ? Hãy mau ra đây. Yep. Đây là chân gà cay mà. Trời ơi, con không ăn được món này. Nhìn hình thì nó hơi ấy một tí nhưng rất là ngon. Nếu con không ăn thì con thiệt. Con thiệt đấy ạ? Nếu mà mình không ăn thì bảo mình thiệt. Tò mò quá, để mình ăn thử nhé. Chân gà này. Để mình ăn thử nhé.
Nó cứ dai dai kiểu gì ấy. Lại còn rất cay nữa. Cay quá, mình muốn uống sữa quá. Ê, ở đây có sữa chuối này. Ê, nhưng mà là squishy mà. Chỉ là hình vẽ thôi, trời ơi. Này, Obiki, tớ có sữa chuối đấy, tớ cho cậu nhé. Mật ta, ừ thế cho tớ đi, tớ cay quá. Hai, bắt lấy nhé. 1, 2, 3. Ồ, được rồi. Nào, bây giờ để mình uống nhá. Bây giờ thì thấy đỡ cay hơn rồi. Nhưng mà Hai Nguyên ơi, cậu cho tớ như thế thì cậu lấy gì mà uống vậy? Ừ, tớ có đồ uống rồi, đó chính là... Đây là cốc đá Starbucks. Ồ, ghen tị quá. Ở đây tớ chỉ toàn có đồ giả thôi. Tớ sẽ đổ Coca-Cola vào cốc đá này. Rồi, cho thêm cả popping candy nữa. Ăn gà rán với Coca-Cola là nhất. Uống Coca. Uống Coca đá như này mới là ngon. Ủa, tớ chỉ toàn có hình vẽ thôi. Này, nhìn này, đây là kem hạt đấy. Nhìn giống thật nhưng mà nó là giả đấy. Tớ cũng thích kem hạt đấy nha. Trên trên đang có kem hạt đấy. Trên trên nhìn xinh chưa? Ủa, kem hạt giả mà tớ đang cầm cái này nhìn giống thật đấy. Nhưng mà ghen tị quá. Để mình ăn thử nhé. Nhìn đi này. Xốp xốp, nhai giòn giòn nữa, vừa ngon lại vừa hay. Hay quá. Thưa cô ác ma, cho con hỏi một tí ạ. Hỏi gì? Bạn ấy ăn mà cứ như kiểu trêu con thế kia, cô không mắng bạn đấy à? Đâu? Đấy, bạn ấy ăn như kiểu khiêu cái con ấy. Ồ, vui quá, bú bú. Tại sao mình chỉ có đồ chơi như thế này? Ngon quá bú. Mình có chiếc macaron siêu to vị trà xanh đây này. Lần trước mình được ăn cái màu hồng cực ngon ấy, lần này là vị trà xanh, tò mò quá. Wow, bánh macaron ngon quá đi. Wow, lớp kem dày và ngon nữa. Ngon lắm ý. Lại khiêu khích nó rồi. Vị trà xanh ngon quá, ngon quá. Hai Nguyên ơi, sao mà cậu lên được thiên đàng vậy? À, vì tớ quyên góp cơm hộp và mì gói cho người nghèo. Mọi người bảo tớ ngoan nên là tớ được lên đây. Thế thì tớ cũng muốn quyên góp như thế. Bạn Oki ơi, thời tiết lạnh như thế này, ngoài kia có rất nhiều người còn rất khó khăn. Đấy, em chúng ta còn giúp đỡ họ một chút nhé. Không chỉ được ăn bữa cơm trường thiên đàng đâu, mà chúng ta sẽ trở thành những bé ngoan đấy. Hãy trở thành bé ngoan nhé. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Buồn, thiên đàng với địa ngục. Này, thành công. Vui.